tỏa sáng cho quê hương. Muôn vạn con tim cùng hòa ca bài ca chiến thắng, cùng vươn cao hơn. Quan Độ, một trong những ông lớn của bóng đá Yên Phong, sẽ bước tiếp hành trình của mình ở mùa giải năm nay để tiến vào trận đấu chung kết, tái hiện trận đấu gặp các cầu thủ Xuân Lai hay những ký ức về trận đấu tại giải Ngô Xá năm 2023, sẽ ủng hộ các cầu thủ Bằng Lục. Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng Quan Độ, Bằng Lục về tham dự trận đấu bán kết này giải bóng đá U15 tranh cúp Bắc Ninh Football năm 2024. Xin chào những khán giả thân yêu của Phú Xá, những người đang có mặt tại nơi đây để chứng kiến lịch sử của bóng đá Quan Độ và lịch sử của bóng đá Bằng Lục. Trận đấu mà chúng ta chuẩn bị được theo dõi là trận đấu bán kết hai giữa các đội bóng, các cầu thủ Quan Độ đối đầu với các cầu thủ Bằng Lục. Tổ trọng tài chính điều khiển trong trận đấu ngày hôm nay gồm có trọng tài số 1, đó là trọng tài Nguyễn Trường Sơn, trọng tài số 2, trọng tài Nguyễn Anh Hào. Như vậy là tiếng còi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên của trận đấu bán kết hai đã được vang lên. Ở trong hiệp 1 thì đội bóng Quan Độ, đội bóng ra sân với trang phục áo xanh, quần đen và tất trắng, họ sẽ là đội bóng bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quan Độ đưa đến sân đội hình gồm có những cái tên như sau. Cơ hội đầu tiên của trận đấu đến với Bằng Lục. Linh Đan, cơ vào! Chúng ta thấy được một sự quyết tâm đến từ Bằng Lục ở ngay những giây đầu tiên. Một tình huống mà Linh Đan đã xử lý bóng rất gọn gàng và khéo léo để vượt qua hậu vệ bên phía đội bóng Quan Độ. Nhưng vẫn còn đó người chấn giữ khung thành của Quan Độ trong trận đấu ngày hôm nay, thủ thành Trần Khôi, thủ thành đeo áo số 01. Không được. Bộ ba tại phòng ngự của đội bóng Quan Độ ngày hôm nay gồm có sự xuất hiện đến từ Nghiêm Nhân, cầu thủ mang áo số 5, Đình Nhất, cầu thủ mang áo số 19 và Quyền Foden, cầu thủ người đang phải ngồi trên băng ghế dự bị, một sự vắng mặt đáng tiếc đến từ đội bóng Quan Độ. Nhưng ngày hôm nay thì Quan Độ vẫn có sự phục vụ của Thế Vinh, cầu thủ mang áo số 7, Tiến Tươi mang áo số 11 và Văn Huy, cầu thủ mang áo số 27. Những phút đầu tiên của trận đấu và chúng ta đang thấy được những cơ hội dành đến cho đội bóng Bằng Lục. Xuân Lai và Thụy Lôi đã rất nguy hiểm. Xuân Lai và Thụy Lôi đã đưa chúng ta đi từ hết cảm xúc này đến cảm xúc khác trong trận đấu bán kết 1. Nhưng rồi cuối cùng niềm vui chỉ được dành đến cho một và nó đã chọn các cầu thủ Xuân Lai, người bản lĩnh hơn ở trong loạt sút luân lưu. Ngày hôm nay thì Bằng Lục họ ra sân với đội hình gồm có thủ thành Cao Dương. Thực sự thì mùa giải năm nay Cao Dương đang cho thấy được một phong độ rất cao. Cầu thủ mang áo
số 01 đã chiếm trọn suất bắt chính của thủ thành Quốc Triệu, người đã có mặt ở những vòng đấu, những trận đấu thuộc vòng bảng. Đội trưởng của đội bóng bằng lục ngày hôm nay vẫn là cái tên Văn Kiều, cầu thủ mang áo số 66, người sẽ đóng một vai trò quan trọng trong những tình huống tiếp đạn cho hàng công, nơi có sự góp mặt của Linh Đan, cầu thủ mang áo số 8. Đình Hưng cùng với Cao Nghĩa là những cái tên có mặt trong đội hình xuất phát của bằng lục ở trong trận đấu bán kết. Đình Hưng thì vẫn sẽ đảm nhiệm vị trí lời hành năng cánh phải, và Cao Nghĩa như thường lệ sẽ chơi trên hàng công cùng với Linh Đan. Sự có mặt cuối cùng là vị trí tiền đạo chủ lực bên phía bằng lục, đó là cầu thủ mang áo số 3, Gia Bảo. Như vậy là ngày hôm nay bằng lục vẫn chọn cho mình đội hình được coi là xuất sắc nhất của họ ở mùa giải hôm nay. Đội hình đã đóng góp xuyên suốt thành công của bằng lục. Rất nguy hiểm, đó là Thế Vinh, tuyệt vời. Những cơ hội đầu tiên của trận đấu đến với bằng lục, nhưng bây giờ Quan Độ mới là người có được bàn thắng vươn lên. Huấn luyện viên trưởng Bon Bon bên phía Quan Độ đã cực kỳ sốt ruột khi mà anh không thể có được sự phục vụ của Quyền Foden. Nhưng bây giờ thì không sao cả, Thế Vinh đã tỏa sáng và giúp cho Quan Độ vươn lên. Một trận đấu mà chúng ta sẽ chờ đợi vào tài thao lược đến từ Bon Bon, huấn luyện viên trưởng của Quan Độ, và Mạnh Linh, huấn luyện viên trưởng của Bằng Lục. Một cú đá quá tín chân đến từ Thế Vinh. Quyền Foden thì đang góp mặt trong danh sách vua phá lưới, nhưng ở mùa giải hôm nay Thế Vinh cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong đội hình của đội bóng Quan Độ. Hiện tại thì Quyền Foden đang có được 6 bàn thắng. Một trận đấu mà chúng ta đã chờ đợi vào không chỉ là cuộc đấu giữa Quan Độ và Bằng Lục, mà nó còn là cuộc đối đầu giữa hai chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới, Quyền Foden và Linh Đan. Linh Đan thì đang có cho mình được 7 pha lập công. Nhưng chắc chắn rồi, cầu thủ mang áo số 8 ngày hôm nay sẽ không muốn biến mình trở thành khán giả bất đắc dĩ trong trận đấu chung kết. Rất nguy hiểm, đó là pha dứt điểm đến từ Linh Đan. Một lối chơi tốc độ là điều mà chúng ta đang thấy được đến từ cả hai bên, khi mà đồng hồ mới chỉ điểm đến phút thi đấu thứ 5 mà thôi. Đây là đội trưởng Văn Kiều. Một pha tranh chấp bóng khá hay đến từ cầu thủ mang áo số 19. Đó là sự có mặt của Đình Nhất. Thế Vinh sẽ là một chút trống vắng của Thế Vinh khi mà ngày hôm nay anh không thể chơi cùng với người đồng đội ăn ý nhất trong tuyển Quan Độ, đó là Quyền Foden. Không được, pha bắt bóng rất chủ động đến từ thủ thành Trần Khôi. Ở mùa giải năm nay thì Quan Độ nằm ở bảng C, một bảng đấu được đánh giá là bảng tử thần, khi có sự góp mặt của Xuân Lai, đại diện đầu tiên góp mặt ở trận đấu chung kết. Có sự góp mặt đến từ Thân Thượng. Và dứt điểm đến từ cầu thủ mang áo số 27. Không được. Vẫn đang là các cầu thủ Quan Độ. Tiếp tục là một cú đá, nhưng lần này thì thủ thành Cao Dương đã ôm gọn trái bóng trong tay. Quan Độ ở mùa giải năm nay thực sự đã khiến cho khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cơ hội! Không được. Hàng phòng ngự của Quan Độ đã đứng vững trong tình huống vừa rồi. Phản công cho đội bóng áo xanh. Đây là Thế Vinh. Cú đá ngay. Một tình huống dứt điểm rất căng.
Một cuộc đấu không hẹn mà gặp đến từ Quan Độ và Bằng Lục. Quan Độ đang muốn thay đổi lịch sử. Đây là Linh Đan. Vẫn đang là cầu thủ mang áo số 8. Linh Đan. Bóng được trả ngược cho Văn Kiều. Khá nhịp nhàng đến từ đội bóng Bằng Lục. Đó là một tình huống phạm lỗi. Những lợi thế ban đầu đang thuộc về Quan Độ. Ở giải bóng đá Ngô Xá năm 2023 thì Bằng Lục đã vượt qua Quan Độ với tỷ số 4-3. Những ký ức về trận thua đó chắc chắn vẫn còn hằn sâu trong trái tim của những Thế Vinh, những đỉnh nhất, những người đang thi đấu trên sân. Ngày hôm nay họ đang nắm trong tay một cơ hội có thể thay đổi lịch sử. Và bây giờ thì Quan Độ đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Bằng Lục ở mùa giải hôm nay là một trong những đối thủ cực kỳ khó chịu. Họ thể hiện quyết tâm cho một tấm vé vào trận đấu chung kết ở ngay những trận đấu đầu tiên của vòng bảng. Bằng Lục ở mùa giải hôm nay thì nằm ở bảng A. Đây là Linh Đan. Pha khống chế bóng bước một chưa thực sự ổn đến từ Linh Đan. Bóng đáy đứng chưa xa nhưng vẫn là chưa đủ sắc sảo để có thể đánh bại được thủ thành Trần Khôi. Trần Khôi đang nằm trong danh sách rút gọn cho danh hiệu thủ thành xuất sắc nhất của mùa giải năm nay. Quan Độ thực sự là một đối thủ rất khác so với những đối thủ mà Bằng Lục đã đánh bại ở những trận đấu vòng bảng cũng như là vòng đấu tứ kết. Rất nguy hiểm. Không vào. Linh Đan vừa rồi đã bỏ lỡ một cơ hội rất nguy hiểm dành đến cho đội bóng Bằng Lục. Thật sự là khó tin với một chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng. Một pha bóng quay người và dứt điểm rất nhanh đến từ cái tên Linh Đan. Quan Độ cần phải cẩn trọng hơn. Một tình huống chuyền bóng bằng đầu có ý tưởng đến từ cầu thủ mang áo số 27. Đó là pha chạm bóng đến từ vị trí của Văn Huy. Một lối chơi ban bật từ phía phần sân nhà đang được cầu thủ Quan Độ triển khai. Nhưng bây giờ thì thời điểm này chúng ta đang thấy một Bằng Lục chơi pressing tầm cao. Những đường truyền của Quan Độ đã mắc những sai số. Rất nguy hiểm. Đó là một pha bóng chưa thực sự an toàn đến từ thủ thành Trần Khôi. Nhưng vẫn sẽ là một quả phạt góc dành đến cho đội bóng Bằng Lục. Trần Khôi trong ít phút vừa qua đã có 3 tình huống cản phá liên tiếp. Đánh đầu, dứt điểm, không vào. Hai tình huống dứt điểm bằng đầu đến từ đội bóng Bằng Lục. Một tình huống đá phạt của Linh Đan. Đường truyền vào trong là cực kỳ hay rồi. Nhưng pha bóng vừa rồi thì Văn Kiều đã đưa trái bóng đi vọt sang hàng. Rất đáng tiếc với cơ hội của đội bóng Bằng Lục. Dứt điểm. Thực sự là phải suýt xoa với cú đá vừa rồi. Vẫn lại là cái tên Linh Đan. Thật sự là bình luận viên đã bất ngờ với cú đá của Linh Đan. Tưởng chừng như trái bóng đã đi vào lưới và Trần Khôi cũng đã đứng nhìn. Chưa có bàn thắng cho Bằng Lục. Bây giờ sẽ là một quả phạt góc. Quả phạt góc đến với đại diện của xã Tuy Hoa. Đánh đầu.
Của Ấn Độ có vẻ như đang bị cuốn vào lối chơi của Bằng Lục. Một thời điểm mà hàng phòng ngự bên phía đội áo xanh sẽ cần phải thi đấu bình tĩnh hơn. Không được. Pha xử lý bóng hay của Đình Nhất. Đây là Thế Vinh. Cảm giác bóng không tốt trong pha tiếp bóng vừa rồi đến từ cái tên Đức Long. Một pha bóng mà Đức Long đã khống chế bóng không tốt. Và sau đó thì anh đẩy trái bóng hơi dài. Mặt sân khá trơn khi ở trong trận đấu bán kết 1 đã có những hạt mưa. Phá bóng an toàn đến từ Trần Khôi. Có vẻ như đang là một lối chơi co cụm, thực sự là thiếu hợp lý đến từ Quan Độ. Và một tình huống kêu lên rất to nhưng chắc chắn là không có lỗi. Ra vào. Lần này thì lại một đường truyền hơi mạnh đến với vị trí của Linh Đan. Ngày hôm nay thì Gia Bảo sẽ đóng vai trò là chim mồi, người sẽ tạo ra những tình huống di chuyển không bóng để cho hàng phòng ngự bên phía Quan Độ tập trung nhiều vào cầu thủ mang áo số 3. Và đó sẽ là thời điểm mà khoảng trống được mở ra dành đến cho Linh Đan. Cơi! Không vào! Không thể tin nổi với pha bỏ lỡ vừa rồi của Quan Độ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Thế Vinh vượt qua cả thủ thành Cao Dương nhưng anh không dứt điểm. Anh để cho pha băng lên của cầu thủ mang áo số 27 Văn Huy. Thế Vinh đã nhường cho Văn Huy trong pha bóng vừa rồi. Quan Độ đã bỏ lỡ đi một cơ hội mà họ có thể nâng tỷ số lên hay không? Văn Kiều sẽ thực hiện tình huống đá biên. Bây giờ sẽ là một quả đá biên dành đến cho Bằng Lục. Không được. Bằng Lục thực sự ngày hôm nay đã gặp phải một cú sốc về mặt tâm lý khi mà Quan Độ đẩy cao đội hình ngay từ đầu và có được bàn thắng sớm. Tính đến thời điểm hiện tại thì chỉ có duy nhất trận đấu mà Bằng Lục đối đầu với Thụy Lôi ở vòng đấu thứ 3 là đội bóng đến từ xã Thụy Hòa để cho đối phương dẫn trước. Bây giờ trận đấu gặp Quan Độ là trận đấu thứ 2. Trong các đối thủ mà Bằng Lục vượt qua ở vòng bảng cũng như là vòng đấu tứ kết thì họ luôn là đội bóng có được những lợi thế từ rất sớm. Thậm chí trong trận đấu gặp Tiến Bảo, trận đấu gặp Tiến Bảo ở tứ kết, Bằng Lục còn có được 4 bàn thắng ở ngay hiệp đấu đầu tiên. Sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho Quan Độ. Đó là một đường truyền của Thế Vinh. Nhưng đó rõ ràng là một pha bóng không dành cho ai cả. Bắt bóng rất gọn gàng đến từ thủ thành Trần Khôi. Bét sinh tầm cao thành công. Dứt điểm. Không vào. Phản xạ xuất sắc đến từ Trần Khôi. Quan Độ vẫn đang có những tình huống chơi bóng ở phía phần sân nhà và thực sự đó không phải là một giải pháp an toàn. Vừa rồi nếu như không có sự xuất sắc của Trần Khôi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ là một quả đá biên được dành đến cho đội bóng Quan Độ. Trần Khôi, thực sự là nhìn cách chơi của các cầu thủ bên phía hàng phòng ngự của Quan Độ, đó là một sự đáng lo.
Có vẻ như họ đang tự tin, họ đang tự tin hơi quá. Không được, đấy là Thế Vinh. Quá sát chân và Thế Vinh không thể thực hiện một cú đá ngay. Linh Đan sẽ cần có những sự chăm sóc dành đến cho Linh Đan. Trọng tài sẽ cho Quan Độ được thay người. Cầu thủ mang áo số 28 Đức Long sẽ là người rời sân. Đức Long sẽ nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 99, đó là Nghiêm Long. Như vậy là Song Long sẽ có một sự thay đổi. Đức Long rời sân và Nghiêm Long vào sân. Hành trình của Quan Độ ở mùa giải hôm nay sẽ được nhắc đến rất nhiều nếu như họ góp mặt ở trận đấu chung kết. Quan Độ nằm ở một bảng đấu khó khăn, có sự góp mặt của Đức Lân, của Xuân Lai và của Thân Thượng. Họ về đích ở vị trí dẫn đầu sau 3 trận đấu với 2 chiến thắng. Một chiến thắng quan trọng của Xuân Lai để đánh chiếm ngôi đầu bảng C, tiến vào vòng đấu tứ kết đối đầu với Ngô Nội. Quan Độ đơn giản là không để cho Ngô Nội ghi bất cứ một bàn thắng nào và có một chiến thắng chung cuộc với tỷ số 7-0. Không được. Đây là Linh Đan. Cú đá ngay của Linh Đan. Thực sự là chệch choạc đến từ hàng phòng ngự của Quan Độ. Lối chơi pressing tầm cao đến từ các cầu thủ bằng lục đã có hiệu quả. Linh Đan vừa rồi đã dứt điểm, trái bóng đến với chân của Gia Bảo. Thủ thành Trần Khôi đã rất vất vả nhưng cũng không thể ôm gọn trái bóng trong tay. Rất nguy hiểm. Bằng lục đang dồn ép các cầu thủ Quan Độ về phía sân nhà. Vâng, như vậy là trọng tài sẽ xem lại pha bóng vừa rồi. Vâng, trọng tài đã xem lại và chắc chắn rồi, không có gì cả. Đó chỉ là một tình huống sượt vào vùng vai mà thôi. Trọng tài đã xem rất kỹ pha bóng vừa rồi. Sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho đội bóng Quan Độ. Vẫn là một lối chơi áp sát từ phía phần sân nhà đến từ bằng lục. Linh Đan. Đây sẽ là một thời điểm mà Linh Đan cần phải lùi sâu hơn một chút để đóng vai trò kiến thiết. Một đường chuyền dài lên trên. Rất đơn giản và đó là một pha bóng chính xác đến từ Trần Khôi. Trần Khôi ở mùa giải năm nay đang cho thấy được một phong độ ấn tượng. Thủ thành của Quan Độ dù không có một chiều cao quá nổi bật, nhưng khả năng phản xạ là điều mà anh xếp trên những người có nhiều hơn anh khoảng 10cm. Sẽ là một tình huống đá biên dành đến cho Bằng Lục. Vẫn là Trần Khôi băng ra rất chính xác và chủ động.
Một pha bóng không hiểu ý nhau giữa hai cầu thủ bên phía bảng lục. Đó là một tình huống mà Bá Quân cùng với Cao Dương đã có những sự đập nhả với nhau, nhưng đó không phải là một pha bóng an toàn. Bây giờ thì quyền đá biên thuộc về Quan Độ. Đấm bóng rất an toàn đến từ Cao Dương. Phản công cho đội bóng bằng lục, Linh Đan. Thật sự là tuyệt vời với một tình huống chơi bóng lăn xả đến từ trung vệ bên phía Quan Độ. Nghiêm Nhân vừa rồi đã có một tình huống 50-50. Đây là Thế Vinh. Vẫn đang là cơ hội cho Quan Độ. Đó là một tình huống mà chúng ta thấy thiếu đi sự nắn nót trong pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 99 Nghiêm Long. Nghiêm Long vào sân và anh sẽ đảm nhiệm hành lang cánh phải theo hướng tấn công của đội bóng Quan Độ. Đối thủ của Nghiêm Long ngày hôm nay đó sẽ là một Cao Nghĩa. Vâng, bằng lục trong một thời điểm mà họ đang có một thế trận dồn ép trước Quan Độ thì bất ngờ hàng phòng ngự bên phía bằng lục lại chơi không thật sự tập trung. Khoảng cách mới chỉ là một bàn thôi. Một bàn chưa bao giờ là một khoảng cách an toàn. Tốc độ của Gia Bảo. Vẫn đang là cầu thủ bằng lục. Vẫn lại là một đường chuyền dài đến từ vị trí của Đình Hưng. Đình Hưng tranh chấp bóng hay đến từ Đình Hưng. Một tình huống mà Đình Hưng đã khiến cho Đình Nhất không thể thoát ra. Theo kèm rất sát đến từ hậu vệ mang áo số 11. Quyền đá biên thuộc về Bằng Lục. Sẽ cần nhiều hơn những sự tập trung đến từ hàng phòng ngự của cả hai bên. Đây là Thế Vinh. Che chắn bóng rất hay đến từ Thế Vinh. Thế Vinh đang làm chúng ta nhớ lại Bon Bon trong những năm tháng đỉnh cao, huấn luyện viên trưởng của đội bóng Quan Độ. Cơ hội dành đến cho Quan Độ. Không được. Phải tranh chấp bóng hay, lên bóng cho Quan Độ. Vẫn đang là Thế Vinh. Trọng tài xác định rằng đó là một tình huống để bóng chạm tay của cầu thủ mang áo số 7. Thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên là không nhiều. Và bây giờ thì một lợi thế một bàn vẫn đang được đội bóng Quan Độ bảo toàn. Một nỗ lực phá bóng đã khiến cho thủ thành Trần Khôi gặp nhiều khó khăn. Sẽ là một tình huống phạt góc dành đến cho Bằng Lục. Trước khi đối đầu với Bằng Lục ở trận đấu bán kết thì trải qua hành trình 3 trận ở vòng bảng thì có lẽ rằng trận đấu gặp Đức Lân là Quan Độ gặp nhiều khó khăn nhất. Trận đấu mà Quan Độ đã
thoát thua ở những phút cuối cùng với bàn thắng vàng được ghi do công của Quyền Foden. Quyền Foden ngày hôm nay thì đang phải ngồi trên băng ghế dự bị. Quyền Foden đã gặp phải một chấn thương trước khi bước vào trận đấu bán kết. Thực sự thì chúng ta đã chờ đợi nhiều vào màn đối đầu giữa cầu thủ mang áo số 47 bên phía Quan Độ và Linh Đan, cầu thủ mang áo số 8 bên phía Bằng Lục. Một lứa cầu thủ triển vọng đến từ bóng đá Quan Độ. Giải U13 thì Quan Độ cũng góp mặt ở trận đấu tứ kết nhưng họ đã để thất bại trước Thiểm Xuyên. Bây giờ thì Quan Độ đang đối đầu với một đội bóng khác của xã Thụy Hòa, đó là Bằng Lục. Và ở mùa giải năm nay thì Bằng Lục được coi là ngọn cờ tiên phong cho bóng đá Thụy Hòa góp mặt tại giải U15. Đá biên rất nhanh và trọng tài xác định rằng đó là một tình huống đá phạt dành đến cho đội bóng Bằng Lục. Sẽ là một tình huống đá phạt dành đến cho Bằng Lục. Góc sút là khá hẹp nhưng chúng ta cùng chờ đợi. Không được. Vẫn sẽ là một quả đá phạt góc dành đến cho đội bóng Bằng Lục. Một pha bóng mà Linh Đan đã thực hiện ngay một cú dứt điểm thẳng. Không được, chưa thể có một đường treo bóng chính xác vào trong. Bằng Lục và Quan Độ đều là những đội bóng rất mạnh. Nhưng ngày hôm nay thì Quan Độ có một sự khởi đầu tốt hơn. Thế Bình. Một mùa giải mà huấn luyện viên trưởng của Quan Độ, anh Bon Bon, đang sắm vai là một pháp sư. Túi pháp thuật của Bon Bon bây giờ có lẽ mới chỉ dùng một ít thôi. Và anh cũng sẽ chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng giống như cuộc đấu ngày hôm nay gặp Bằng Lục. Nếu như vượt qua Bằng Lục thì Quan Độ sẽ chơi trận chung kết. Quan Độ sẽ gặp lại Xuân Lai, đội bóng mà họ đã đánh bại ở vòng bảng với tỷ số 2-1 trong trận đấu ở vòng đấu thứ 3. Đây là Thế Vinh. Thế Vinh. Kịch vào. 2-0 cho các cầu thủ Quan Độ. Một phút sẽ là khoảng thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Một tình huống mà Thế Vinh giống như một vũ công Samba. Anh nhảy múa trước vòng vây của ba cầu thủ bên phía Bằng Lục trước khi đưa ra một đường chuyền dọn cỗ quá ngon ăn dành đến cho Đình Nhất. Một pha bóng mà chúng ta thấy rằng Đình Nhất, người đã có mặt trong một tư thế không ai kèm, đưa ra một pha dứt điểm cực kỳ tinh tế. Hai bàn thắng đều mang đậm dấu ấn cá nhân đến từ vị trí của Thế Vinh. Rất nhiều những khán giả của Bằng Lục, của Quan Độ đang theo dõi trận đấu này. Cơ hội cho Bằng Lục. Quá xuất sắc đến từ Đình Trần Khôi. Và sau đó là một tình huống tung mốc. Pha bóng vừa rồi cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Một tình huống mà thực sự nó không khác gì một bàn thắng đến từ thủ thành Trần Khôi. 2-0 là những lợi thế mà Quan Độ có được trước Bằng Lục sau khi khép lại hiệp đấu thứ nhất. Quý các bạn thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ trước khi bước vào những khoảng thời gian căng thẳng của hiệp đấu thứ hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xây một giấc mơ cho quê hương mình. Hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời. Tự hào Bắc Ninh ơi, tự hào Bắc Ninh ơi, hiên ngang những bước chân mạnh mẽ không ngại ngần. Hiên ngang những bước chân mạnh mẽ không ngại ngần. Hiên ngang những bước chân mạnh mẽ không ngại ngần. Tỏa sáng cho quê hương, muôn vạn con tim cùng hòa ca bài ca chiến thắng. Cùng vươn cao hơn, một giấc mơ cho quê hương mình. Hỡi các liền anh liền chị, đừng ngại khó khăn vì đã có anh em bên mình. Cùng vươn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời một niềm tin rạng ngời. Tự hào Bắc Ninh ơi, tự hào Bắc Ninh ơi, hiên ngang như mạnh mẽ không ngại ngần. Hiên ngang những bước chân mạnh mẽ không ngại ngần. Hiên ngang những bước chân mạnh mẽ không ngại ngần. Tỏa sáng cho quê hương, muôn vạn con tim cùng hoa
từng vườn cao hơn, cùng bay xa hơn, dọc ngang giữa bầu trời, một niềm tin rạng ngời, tự hào bắc ninh ơi, tự hào bắc ninh ơi, Việt Nam những bước chân mạnh mẽ không ngại ngần, hey yeah, Việt Nam những bước chân mạnh mẽ không ngại ngần, hey yeah, Việt Nam những bước chân mạnh mẽ không ngại ngần. Người ơi đừng về. Ta xây một giấc mơ cho để quê hương mình. Hơi cát liền. Trận đấu bán kết 2 giữa Quan Độ và Bằng Lục kết thúc hiệp 1. Các thủ Quan Độ đang tạm thời dẫn trước 2-0. Bàn thắng được ghi do công của Thế Vinh, cầu thủ mang áo số 7. Và sau đó thì Thế Vinh đưa ra một đường truyền dành đến cho Đình Nhất, cầu thủ mang áo số 19, có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Hiệp 2 sẽ là hiệp đấu mà chúng ta thấy được sự vươn lên, sự chống trả đến từ đội bóng Bằng Lục. Bằng Lục thì chưa bao giờ là một đội bóng dễ bị đánh bại. Trọng tài sẽ cho đội bóng Bằng Lục được thay người. Như vậy là một sự thay đổi người ở vị trí chấn giữ khung thành. Có vẻ như Quốc Triệu sẽ là người được tin tưởng trong những phút tiếp theo. Một tình huống tranh chấp có lỗi đến từ Đình Nhất. Pha bóng mà Đình Nhất đã phạm lỗi với Linh Đan. Lối chơi của Bằng Lục ở mùa giải năm nay thực sự là một lối chơi tuyệt vời. Tại sao tôi nói về từ tuyệt vời? Vì hàng công của họ với sự góp mặt của Gia Bảo, của Linh Đan và những tình huống dâng cao đến từ Văn Kiều. Trong cả ba cầu thủ này thì họ đều có những tình huống lập công xuất phát từ những pha xử lý cá nhân. Có thể thấy rằng hàng công của đội bóng Bằng Lục không kỳ vọng và không phụ thuộc quá nhiều vào một cái tên nào cả. Trận đấu duy nhất mà Bằng Lục mất điểm cho đến thời điểm hiện tại đó là trận đấu mà họ gặp Thụy Lôi, một đại diện đến từ xã Thụy Lâm. Trong trận đấu đó thì Thụy Lôi đã biết cách để kiểm tỏa đi sự nguy hiểm đến từ Văn Kiều cũng như là Linh Đan. Ngày hôm nay thì Quan Độ cũng đang làm được điều đó. Sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho đội bóng Quan Độ. Những sự vắng mặt của Quyền Foden. Vì sao tôi luôn nhắc đến cầu thủ mang áo số 47? Vì anh đang là người có được 6 bàn thắng và tiệm cận nhất đến với danh hiệu vua phá lưới với người đang có 7 bàn, Linh Đan của Bằng Lục. Sự vắng mặt của Quyền Foden tưởng chừng như là một trong những vận rủi với Quan Độ. Nhưng ngày hôm nay là một ngày chói sáng của cái tên Thế Vinh. Thế Vinh quá hay cho đến thời điểm hiện tại. Bây giờ thì Linh Đan đang đứng trước một tình huống đá phạt. Linh Đan, Văn Kiều. Một tình huống giả sẽ đá phạt quen thuộc mà chúng ta vẫn thấy được đến từ cả hai cầu thủ của Bằng Lục. Những tình huống đá phạt như thế này đã được triển khai từ những trận đấu của vòng bảng. Và trong trận đấu gặp Thụy Lôi thì họ đã thành công cũng với một tình huống đá phạt tương tự. Trọng tài xác định rằng đó là một tình huống phạm lỗi. Trọng tài Văn Hiệp đã đứng rất gần trong pha bóng vừa rồi. Và những khán giả đang ngồi ở bên phía phần sân của Bằng Lục, chúng ta sẽ di chuyển đến khán đài. Chúng ta không ngồi ở khu vực biển quảng cáo. Tình huống chuyền bóng của Tiến Tường. Và đó là một pha phạm lỗi. Tấm thẻ vàng ngay lập tức được dành đến cho cầu thủ mang áo số 27 Văn Huy.
Văn Huy trong pha bóng vừa rồi đã có những sự tác động rất quyết liệt đến với cầu thủ mang áo số 3, Gia Bảo, chân sút chủ lực bên phía đội bóng Bạc Lục. Rất đơn giản, đó là một sự chắc chắn đến từ thủ thành Trần Khôi. Như tôi đã nói, thủ thành Trần Khôi có thể thua thiệt về mặt chiều cao. Anh không ấn tượng nhiều so với những thủ môn khác, nhưng anh hơn họ ở khả năng phản xạ. Trong một trận đấu mà tính đến tận hiện tại, thủ thành bên phía Quan Độ đã có cho mình được 4 tình huống cản phá xuất sắc. Đó là một pha bóng xử lý hay. Đây là Thế Vinh. Đường chuyền hay. Không được. Pha tiếp bóng sau một tình huống băng xuống là hơi tệ đến từ Văn Huy, cầu thủ mang áo số 27. Một tình huống chuyền bóng mà chúng ta thấy rằng Thế Vinh đã quan sát và hiểu được sự di chuyển đến từ Văn Huy. Một tình huống phạm lỗi, trọng tài đã cắt còi. Gia Bảo tiếp tục là người đã bị phạm lỗi. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt trực diện dành đến cho đội bóng Bạc Lục. Một số thông tin ngoài lề. Đêm nay, 2 giờ sáng ngày 15 tháng 7, trận đấu chung kết của Euro 2024 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha cũng sẽ được diễn ra. Bây giờ chúng ta đang xác định tấm vé thứ hai vào chơi chung kết tại giải U15. Vừa rồi là cú đá phạt đến từ Linh Đan. Những tình huống khóa cổ chân của Linh Đan thực sự luôn mang lại những sự khó chịu đến với các thủ thành phải đối mặt với anh. Dứt điểm. Sẽ là một tình huống đá biên. Trọng tài xác định rằng đó sẽ là một quả đá biên dành đến cho Bạc Lục. Và khán giả đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay, nếu như họ tin rằng vào một kịch bản Bằng Lục sẽ lội ngược dòng thành công trước Quan Độ, thì chúng ta hãy comment Bằng Lục cố lên. Còn khán giả của Quan Độ thì tin rằng đội bóng của mình sẽ có thể hoàn thành trận đấu ngày hôm nay với một tấm vé vào chơi chung kết, thì chúng ta hãy comment Quan Độ, Quan Độ. Vâng, sự vô địch thì bây giờ thật sự là chưa thể nói đến khi mà đối thủ của Quan Độ hoặc là Bằng Lục sẽ là một Xuân Lai. Xuân Lai khó chịu. Một Xuân Lai đã quyết tâm vào đến trận đấu cuối cùng. Và khán giả bình luận rất vui. Xuân Lai khó chịu thì Quan Độ chịu khó. Vâng, Bằng Lục hãy comment. Những khán giả Bằng Lục hãy comment. Bằng Lục cố lên. Bằng Lục cố lên. Và Quan Độ thì hãy comment. Quan Độ, Quan Độ. Bây giờ sẽ là một tình huống đá biên. Đánh đầu. Văn Kiều. Không có đủ khoảng trống để Văn Kiều tung ra một cú đá ở tuyến này. Đây là Nghiêm Long, cú đá ngay của Nghiêm Long. Một cú đá mà cầu thủ mang áo số 99 đã dứt điểm, trái bóng đi rất căng. Linh Đan. Linh Đan ngày hôm nay đang phải đối mặt với một đối thủ rất khó chịu, đó là Thế Vinh. Phải mất đến 2 cầu thủ bên phía Bằng Lục mới có thể cản nổi Thế Vinh sau pha băng xuống. Không được. Một pha dứt điểm rất nhanh đến từ cầu thủ mang áo số 11, đó là Tiến Tươm. Vẫn đang là Tiến Tươm. Thế Vinh, Thế Vinh. Một cú đá của Thế Vinh nhưng nó chưa đủ để đánh bại thủ thành bên phía đội bóng Bạc Lục. Vẫn lại là một tình huống nhảy múa trước vòng vây của ba cái bóng áo đỏ. Lần này là một cú ra chân với cái chân trái của Thế Vinh.
Mọi ánh nhìn, mọi sự kỳ vọng của Bằng Lục bây giờ sẽ hướng nhiều vào vị trí của Linh Đan. Linh Đan cần phải chứng tỏ bản lĩnh của một ngôi sao. Không được, vẫn đang là cầu thủ Bằng Lục. Đó là một sự chắc chắn mà chúng ta cần đến từ vị trí của Nghiêm Nhân. Nghiêm Nhân vừa rồi đưa ra một tình huống phá bóng rất an toàn. Sẽ là một quả đá biên được dành đến cho đội bóng Quan Độ. Một khoảng thời gian mà lứa U15 của Bằng Lục đang phải cày ải ở khá nhiều những giải đấu. Nhưng chắc chắn rồi, một trận đấu bán kết, một trận đấu quan trọng như thế này thì Bằng Lục đã có những sự chuẩn bị có thể coi là tốt nhất. Pha khống chế bóng bằng ngực thực sự là không tốt đến từ Nghiêm Long. Và quyền đá biên sẽ thuộc về các cầu thủ Bằng Lục. Văn Kiều sẽ là người thực hiện tình huống đá biên. Sẽ cần nhiều hơn những sự sáng tạo trong những pha đá biên của đội bóng Bằng Lục. Đánh đầu! Không được! Một tình huống bật lên đánh đầu đến từ vị trí của Linh Đan. Linh Đan đã có tình huống phạm lỗi. Thực sự thì để kèm cặp một cầu thủ có khả năng xử lý bóng tốt trong phạm vi hẹp như Linh Đan thì giải pháp tốt nhất có lẽ sẽ là phạm lỗi thôi. Bây giờ sẽ là một tình huống đá phạt, một tình huống đá phạt ở hành lang cánh trái theo hướng tấn công của đội bóng Bằng Lục. Linh Đan đánh đâu, vẫn là chưa thể mang về bàn thắng cho Bằng Lục. Một tình huống dàn xếp đá phạt rất hiểu ý nhau giữa Linh Đan và đồng đội của mình. Linh Đan vào, đó là Linh Đan. Hàng phòng ngự của Quan Độ đã mắc sai lầm trong tình huống vừa rồi. Một tình huống ném bóng không an toàn đến từ thủ thành Trần Khôi. Trần Khôi có vẻ như đã quá tin tưởng vào Tiến Tươm. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Bằng Lục. Bây giờ thì khoảng cách chỉ còn là một bàn thôi. Một tình huống vào bóng nguy hiểm đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 27, Văn Huy. Sự thiếu chắc chắn tại hàng phòng ngự của Quan Độ trong những tình huống chuyền bóng là điều mà chúng ta đã thấy ở hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên thì có vẻ như những cầu thủ như Trần Khôi hay là Tiến Tươm vẫn chưa thể lường hết sự nguy hiểm trong những pha áp sát đến từ các cầu thủ Bằng Lục. Không được! Sẽ là một thời điểm mà Quan Độ cần phải ổn định lại. Tinh thần đang được đội bóng Bằng Lục đẩy lên rất cao và bây giờ đội bóng áo đỏ sẽ hướng đến bàn thắng gỡ hòa. Những khán giả của Bằng Lục đang ở đâu? Những khán giả của Quan Độ đâu rồi ạ? Trọng tài sẽ cho đội bóng Quan Độ được thay người. Như vậy là cầu thủ mang áo số 27 Đình Nhất là người rời sân. Vào sân là cầu thủ mang áo số 16, đó là Nguyễn Huỳnh. Lại là một đường chuyền khó chịu vào trong, chưa thể đến được với vị trí của cầu thủ áo số 9. Cơ hội!
Không được. Một tình huống xử lý bóng cá nhân đến từ Đình Nhất. Lên bóng cho các cầu thủ Băng Lục. Linh Đan. Cú đá ngay của Linh Đan. Come on. Những khán giả của Băng Lục đâu rồi? Quán Độ sẽ đứng vững trong tình huống này hay họ sẽ để cho Băng Lục ghi bàn đây? Không được. Khán giả của Quán Độ hãy cùng hô vang. Quán Độ, khán giả của Quán Độ đang ở đâu ạ? Bây giờ thì những khán giả sẽ cần phải tiếp lửa cho những cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Và những dòng bình luận quen thuộc mà chúng tôi muốn khán giả comment: Băng Lục cố lên và Quán Độ, Quán Độ. Bóng bật ra, vẫn là một cơ hội dành đến cho đội bóng Quán Độ. Thế Vinh, Thế Vinh. Không được. Những sự chăm sóc của Thế Vinh đã đến nhiều hơn ở trong hiệp 2. Cầu thủ mang áo số 7 không còn nhiều khoảng trống giống với những gì mà anh đã giành được ở trong hiệp đấu đầu tiên. Gia Bảo, đó là một tình huống che chắn không thành công. Linh Đan. Chỉ cần có khoảng trống thôi là lập tức cầu thủ mang áo số 8 tung ra một cú dứt điểm. Sẽ có một tình huống phạt góc dành đến cho đội bóng Băng Lục. Những khán giả đang đứng ngồi không yên. Ngày hôm nay thì có cả trống, có cả cờ đến từ Băng Lục. Không được. Bóng lơ sượt. Nguy hiểm tạm thời qua đi. Một quả phạt góc tiếp tục được dành đến cho đội bóng Băng Lục. Đánh đâu? Không được, không ai băng vào để dứt điểm bơi trong pha bóng vừa rồi. Sẽ là một tình huống đá biên được dành đến cho đội bóng Quan Độ. Một pha bóng mà chúng ta thấy rằng đội trưởng Văn Kiều đã rất cố gắng để đưa trái bóng ra tuyến hai. Đây là Trần Khôi. Tiến Tươm. Mất bóng đến từ Thế Vinh. Không được. Linh Đan. Linh Đan lại xử lý hơi dườm ra rồi. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trọng tài xác định rằng đó sẽ là một quả đá phạt dành đến cho Quan Độ. Quả đá phạt dành đến cho đội bóng Quan Độ. Rất nguy hiểm. Vào. Có vào hay không? Có vào hay không? Với trọng tài xác định đó là bàn thắng cho Quan Độ. Những khán giả của Quan Độ đang ở đâu? Vâng, thủ thành bên phía Băng Lục ước gì mình có thể biến khỏi sân vận động ngay lúc này. Một pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, đó chỉ là một tình huống treo bóng đơn giản thôi. Anh quyết định chọn cho mình một giải pháp ôm bóng chứ không phải là một tình huống đấm bóng an toàn. 3-1 cho đội bóng Quan Độ. Tranh chấp rất hay đến từ Văn Kiều. Một pha bóng mà chúng ta thấy được một sự chủ động. Quả đá biên dành đến cho Băng Lục. Bóng chạm sáng ngang. Trọng tài sẽ cho đội bóng Quan Độ được thay người. Như vậy là Đình Nhất, cầu thủ mang áo số 19 rời sân. Và bây giờ thì Quyền Foden mới vào sân. Quyền Foden đã gặp phải một chấn thương ở vùng đùi và bây giờ anh sẽ góp mặt trong đội hình của Quan Độ ở những phút tiếp theo. Quyền Foden bây giờ đang cách Linh Đan 2 bàn. Linh Đan vừa rồi có được bàn thắng và nâng tổng số thành tích lên con số 8. Không được. Một tình huống xử lý cá nhân không thành công đến từ cầu thủ mang áo số 19, đó là Đình Lâm. Vâng, bây giờ thì chúng ta đang thấy một tình huống mà Tiến Tươm
có vẻ như đã gặp phải một vấn đề gì đó. Vấn đề đến sau tình huống phá bóng trượt của cầu thủ mặc áo số 1 trong một tình huống tranh chấp với Đình Lâm. Sẽ cần phải có những sự chăm sóc đến với vị trí của Tiến Tươm. Một sự thay đổi người tại vị trí chấn giữ khung thành tưởng chừng như sẽ mang lại một sự chắc chắn, nhưng Bằng Lục lại để thua trong một sai lầm cá nhân đến từ thủ môn. Vâng, trọng tài sẽ cho quan độ được thay người. Như vậy là cầu thủ mang áo số 11 Tiến Tươm rời sân. Vào sân đó là cầu thủ mang áo số 10 Tiến Lực. Vừa rồi thì Quyền Foden đã để lại dấu ấn đầu tiên của mình ở trận đấu bán kết với một tấm thẻ vàng. Dấu ấn đầu tiên của cầu thủ mang áo số 47 là một tấm thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Thời gian đang trôi đi. Thời gian đang đẩy các cầu thủ Bằng Lục ngày một xa hơn tấm vé vào chơi ở trận đấu chung kết. Vẫn sẽ là một tình huống đá biên dành đến cho đội bóng áo đỏ. Vâng, trọng tài đã có những sự nhắc nhở với vị trí của Thế Vinh. Chúng ta có quyền được che bóng, nhưng chúng ta cần phải nghe theo hiệu lệnh lùi đến từ trọng tài. Không được. Tình huống đập nhả 1-2 không thành công. Vẫn là một cú ra chân. Và cú đá vừa rồi mang về cho đội bóng Bằng Lục một tình huống phạt góc. Sẽ là một tình huống mà hàng phòng ngự bên phía quan độ cần phải tập trung. Không được. Vẫn là một tình huống đấm bóng an toàn của Trần Khôi. Quyền Foden vào sân và có vẻ như anh đang chưa bắt nhịp được tốc độ của trận đấu. Một chút hạn chế về mặt chấn thương sẽ khiến cho Quyền Foden ngày hôm nay không thể đạt được sự kỳ vọng. Sân khá trơn và vừa rồi là một tình huống xử lý không thành công đến từ vị trí của cầu thủ mang áo số 16 Nguyễn Huỳnh. Bằng Lục cần phải trở lại ngay. Họ cần phải trình diễn một bộ mặt giống với những gì mà họ đã làm được trước Tiến Vào ở vòng đấu tứ kết. Nhưng thực sự ngày hôm nay Quan Độ là một đối thủ rất khó chịu. Quan Độ đã đánh bại Ngô Nội với tỷ số 7-0 để tiến vào vòng đấu bán kết. Thực sự thì đó là một kết quả mà chúng ta không thể chối cãi về sức mạnh của Quan Độ. Văn Kiều. Một tình huống che chắn bóng và mang về cho Bằng Lục một quả đá biên. Sẽ là một tình huống đá biên dành đến cho đội bóng áo đỏ. Người thực hiện đó sẽ là cái tên Văn Kiều. Linh Đan. Che chắn bóng đến từ Thế Vinh. Thế Vinh đang tranh chấp tay đôi với Linh Đan.
những tình huống lùi về và block cho nhau rất hay đến từ đội bóng Quan Độ. Linh Đan, đó không phải là một cú đá mà chúng ta chờ đợi. Trọng tài sẽ cho đội bóng Bằng Lục được thay người. Cầu thủ băng áo số 3 Sa Bảo rời sân, vào sân là cầu thủ băng áo số 15, đó là Bá Bình. Ngô Xá năm 2023 là một câu chuyện buồn với đội bóng Quan Độ. Vẫn là những cái tên như Thế Vinh, như Đình Nhất, những người có mặt trên sân chơi trận đấu đó và để thất bại với tỷ số 3-4 trước đội bóng Bằng Lục. Ngày hôm nay là một ngày mà Quan Độ có dịp được trả lại món nợ tại ở Ngô Xá năm 2023. Những con số thống kê thì đứng về Bằng Lục trước khi bóng lăn, nhưng bây giờ tỷ số thì đang nghiêng về Quan Độ. Vẫn là một lối chơi áp sát nhanh. Lần này thì đội bóng Quan Độ đã thoát pressing tốt. Thế Vinh, có vẻ bóng đã chạm tay của Thế Vinh rồi. Đá phạt nhanh, cơ ơi, không được. Trọng tài xác định rằng quả đá biên sẽ được dành đến cho đội bóng Quan Độ. Một tình huống tranh chấp rất quyết liệt đến từ cầu thủ mang áo số 99 Nghiêm Long. Một cái bóng áo đỏ đã ngã xuống trong tình huống vừa rồi. Rất hay. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Bon Bon đều mang lại hiệu quả. Nó không phải là một sự thay đổi mang về bàn thắng, nhưng đó là một sự chắc chắn tại hàng phòng ngự. Ngày hôm nay chúng ta đang thấy một Thế Vinh, một trong những người được coi là Bon Bon 2.0 chơi bóng trên sân. Màn trình diễn của Thế Vinh đã phần nào đó khiến chúng ta quên đi cầu thủ đang góp mặt trong danh sách vua phá lưới của mùa giải năm nay, Quyền Foden, người đang có 6 pha lập công. Tình huống đá biên dành đến cho đội bóng Bằng Lục. Không được. Trọng tài cho Bằng Lục được thay người. Cầu thủ mang áo số 15, Bá Bình. Bá Bình là người rời sân. Cầu thủ vào sân là cầu thủ mang áo số 9. Đó là sự góp mặt của Tiến Đạt. Vâng, Bá Bình mới góp mặt được khoảng 2 phút thôi. Cầu thủ mang áo số 15 mới góp mặt khoảng 2 phút thôi. Nhưng ban lãnh đạo của Bằng Lục đã quyết định là thay đổi khi họ đưa Tiến Đạt vào sân. Vâng, chưa rõ là sự thay đổi này sẽ mang lại một chiều hướng tấn công hay là một chiều hướng phòng ngự đây. Bây giờ thì cần bàn thắng, chắc chắn là một chiều hướng tấn công rồi. Tiến Đạt thì cũng được sử dụng khá thường xuyên ở trong những trận đấu của vòng bảng. Bây giờ thì anh được vào sân với mục đích là hỗ trợ cho chân sút Linh Đan. Chéo bóng rất hay, nhưng chưa thể mang về một cơ hội nguy hiểm. Bóng vẫn trong cuộc. Văn Kiều. Đây là Văn Kiều. Pha xử lý không thành công đến từ Tiến Đạt. Linh Đan.
Qua người rồi, Linh Đan, người thứ hai. Đó là một tình huống phạm lỗi đến từ cầu thủ mang áo số 5. Một tình huống phạm lỗi của Nghiêm Nhân. Một tấm thẻ vàng đã được rút ra dành đến cho cầu thủ mang áo số 5. Đó là một pha bóng xử lý bóng đầy biến ảo đến từ cá nhân của Linh Đan. Anh vượt qua được hai cầu thủ bên phía Quan Độ. Như tôi đã nói thì trước một cầu thủ có kỹ thuật tốt như Linh Đan thì giải pháp phạm lỗi có lẽ là giải pháp cuối cùng rồi. Linh Đan, Linh Đan! Đó vẫn chỉ là một tình huống đá phạt bóng vượt qua rào chắn và vượt qua luôn cả xà ngang. Thời gian còn lại của hiệp đấu thứ hai là không nhiều. Rất nguy hiểm! Không vào! Trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một pha bỏ lỡ có lẽ rằng là ngon ăn nhất trong sự nghiệp bóng đá phong trào của Cao Nghĩa cho đến thời điểm hiện tại. Không còn gì để nói trong pha bóng vừa rồi. Nếu như Cao Nghĩa thành công thì tỷ số sẽ là 3-2 và Bằng Lục vẫn còn cơ hội. Đây là Thế Vinh, quyền Foden. Thực sự là đáng tiếc với đội vừa rồi, bình luận viên đã phải suýt xoa. Cơ hội. Có một tình huống để bóng chạm tay. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 4 phút. 4 phút sẽ là khoảng thời gian còn lại cho những sự nỗ lực đến với đội bóng Bằng Lục. Nếu như Cao Nghĩa, chúng ta lại phải nhắc về tình huống của Cao Nghĩa. Nếu như anh thành công thì bây giờ tỷ số đã là 2-3 và Bằng Lục đang đứng trước một cơ hội. Linh Đan sẽ là người thực hiện tình huống đá phạt. Linh Đan cùng với Văn Kiều. Một sự liên kết ma quái giữa hai cầu thủ bên phía Bằng Lục. Linh Đan! Quá sát chân và Linh Đan không đủ khoảng trống. Một kịch bản dàn xếp đá phạt nhưng Bằng Lục đã thực hiện đến lần thứ 3 vẫn không thể thành công. Đây là Cao Nghĩa. Vẫn là chậm hơn một nhịp so với tình huống băng vào đến từ vị trí của Nghiêm Nhân. Ngày hôm nay thì Nghiêm Nhân đang có cho mình được một màn trình diễn hoàn hảo. Người đóng vai trò là trung vệ thép bên phía Quan Độ đang khiến cho những chân sút bên phía Bằng Lục trở nên cực kỳ khó khăn. Và vừa rồi là pha bắt bóng chính xác và gọn gàng đến từ thủ thành Trần Khôi. Quan Độ thì sẽ tiếp tục hành trình của mình sau khi giải U15 kết thúc, đó sẽ là giải U17. Nhưng câu chuyện của Bằng Lục thì lại là một câu chuyện khác. Bằng Lục sẽ không góp mặt tại giải U17. Bốn giải đấu cho đến thời điểm hiện tại từ U11, U13, U15 và sắp tới là U17. Thì Quan Độ góp mặt 3 giải đấu. Chỉ có duy nhất U11 là Quan Độ không chơi. Sắp tới có thể sẽ là U19 hoặc thậm chí là U21. Đó sẽ là những giải đấu thực sự là rất hấp dẫn khi các đội bóng sẽ có những sự tập trung về mặt quân số, sẽ có những hàng chuyên về chơi. Cơ hội dành đến cho các thủ Quan Độ, không được. Cảm giác bóng không tốt đến từ quyền Foden. Pha băng lên rất nhanh của quyền Foden. Một tình huống mà cầu thủ mang áo số 47 đưa ra pha trích mũi ngay. Cú đá cũng là rất hay rồi nhưng nếu như
Nếu như đó là một đường truyền dành đến cho người đồng đội thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Không còn đủ thời gian nữa rồi. Không còn đủ thời gian cho Bằng Lục nữa. Rất đáng tiếc. Quan Độ ngày hôm nay đã có một trận đấu quá hay. Những cá nhân đã biết tỏa sáng một cách đúng lúc. Bằng Lục có thể tự hào về hành trình của họ ở mùa giải năm nay. Thời gian bây giờ chỉ còn được tính bằng giây thôi. Văn Kiều sẽ là một tình huống đá biên. Chúng ta đang đến gần hơn với một trận đấu tái hiện của cặp đấu bảng C, nơi mà Quan Độ đối đầu với Xuân Lai. Hết giờ! Một trận đấu quá tuyệt vời của đội bóng Quan Độ. Một trận đấu mà Quan Độ đã đánh bại với Trung Quốc với tỷ số 3-1 trước Bằng Lục. Họ là cái tên thứ hai góp mặt ở trận đấu chung kết. Và Quan Độ sẽ gặp lại đối thủ Xuân Lai. Như vậy là buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bán kết 2 giữa Quan Độ và Bằng Lục đến đây xin được khép lại. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những diễn biến ở trận đấu chung kết, trận đấu cuối cùng.